Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng sớm thứ Bảy, ngày 29 tháng 4 năm 2023, từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, hôm nay cũng là ngày 10 tháng 3 âm lịch. Mà khi nói đến 10 tháng 3 âm lịch thì có câu ca dao của Việt Nam không biết bao nhiêu đời rồi, từ xưa đến giờ. Đó là: dầu ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Hôm nay ngày giỗ tổ là giỗ tổ Hùng Vương, cũng được gọi là lễ hội đền Hùng. Hôm nay là để ghi nhớ công ơn của các vị vua Hùng dựng nước, 18 đời vua Hùng. Chữ 18 đây cũng là con số tượng trưng, là con số hoàn thiện của một triều đại thời xa xưa, là thời đại vua Hùng, chứ không phải là 18 đời vua. Nếu mà 18 đời vua mà chia cho 2000 mấy trăm năm trị vì đó, thì mỗi một vị vua như thế là cả trăm năm thì cũng kinh khủng quá, hoặc là hơn trăm năm cai trị mỗi một vị vua. Nên con số 18 đây là con số nói lên ý nghĩa của sự hoàn bị, tốt lành. Có câu chuyện đó là một học sinh nhỏ trong lớp, cô giáo hỏi có biết ngày giỗ tổ Hùng Vương là gì hay không? Thì có người trả lời: thưa cô, đó là ngày nhớ đến công đức vua Hùng. Thì cô giáo nói đúng thế, nên chúng ta được nghỉ học. Đúng, hôm nay được nghỉ học. Thế có em mới nói nhà: thưa cô, vậy là có bao nhiêu đời vua Hùng nhỉ? 18 đời vua Hùng. Thì em mới nói: ủa, vậy là phải là mình phải nghỉ được 18 ngày chứ. Mỗi một ngày nhớ đến một vua Hùng. Mình chỉ nhớ một vua Hùng thì những vua kia không đồng ý, nên chúng ta phải nghỉ đến 18 ngày mới đúng chứ. Cô giáo cũng lắc đầu mà thôi. Đó là một câu chuyện diễu, nhưng hôm nay thưa quý khán giả, tôi xin nói là lễ giỗ năm nay, lễ giỗ mùng 10 tháng 3 năm nay rơi vào ngày 29 tháng 4, sát cạnh ngày 30 tháng 4 là ngày ăn mừng thống nhất đất nước. Rồi ngày hôm sau nữa là ngày lễ lao động quốc tế ngày 1 tháng 5. Nên đây là ba ngày lễ lớn hợp lại với nhau trong một thời kỳ như thế. Thì tôi xem thấy lịch nghỉ lễ. Lịch nghỉ lễ năm nay đó là tùy theo bối cảnh. Nếu mà những người lao động hoặc là những người mà được nghỉ lễ vào những dịp như là ngày thứ Bảy, Chủ nhật đó, thì bây giờ là được lễ là giỗ tổ Hùng Vương nè, rồi lễ thống nhất nè, lễ quốc tế lao động nè, nên là sẽ được nới thêm, đó là nhiều khi phải nghỉ thêm ngày thứ Hai, ngày thứ Ba. Mỹ gọi đây là a long weekend. Đây là một lễ nghỉ dài. Nên nhân ngày hôm nay lễ giỗ tổ Hùng Vương, tôi xin kính chúc tất cả quý khán thính giả trong và ngoài nước nhớ đến vua Hùng, công đức của các vị tiền nhân, cũng nói lên lòng hiếu thảo của người con đối với các bậc sinh thành. Tôi kính chúc tất cả quý khán thính giả một sự an lành và hiếu thảo với cha mẹ, với tiền nhân. Thưa quý khán thính giả, vì đây là một long weekend nên chúng tôi cũng phải ăn mừng chứ. Tôi cũng sẽ đón ông bạn già của tôi, anh Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí, về tới thành phố Hồ Chí Minh. Và lễ thì nhiều tiệc tùng, nên chắc chúng tôi sẽ cùng với các anh em, bạn bè ở trong Sài Gòn này, tức là Sài Gòn Bivu, rồi những anh em chủ kênh khác ở trong thành phố Hồ Chí Minh, sẽ cùng chung nhau ăn mừng một ngày. Lấy ba ngày thì gom lại
chắc ăn mừng vào ngày quốc tế lao động ngày mùng 1 tháng 5. Nên chúng tôi sẽ ăn mừng chung vào ngày mùng 1 tháng 5. Còn ngày 30 và ngày hôm nay là ngày lễ giỗ Tổ Hùng Vương, mỗi người ăn mừng theo kiểu của mình. Mỗi người ăn mừng theo kiểu của mình. Dầu ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Tôi xem trên mạng thì thấy hình ảnh hiện giờ ở Đền Hùng rất đông người tề tựu về ở tại Phú Thọ, Đền Hùng, để mà đến dâng kính hương tới các vua Hùng. Tôi thì đang ở trong Nam nên là tôi cũng hướng về Đền Hùng để kính dâng lên các vị vua Hùng. Lòng biết ơn của tôi là con cháu. Cũng chính nhờ các vua Hùng mà tôi nhớ tôi đã đến nơi đây vào thời điểm năm 2001, khấn với các vua Hùng, đặc biệt là vua Hùng thứ 6. Xin sự soi sáng để tôi có những quyết định đúng đắn trong cuộc đời của mình cũng như cho đất nước. Và tôi đã được sự hướng dẫn rất chính xác nên tôi ghi nhớ sự hướng dẫn đó của vua Hùng thứ 6 và các vị vua Hùng. Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay có một ý nghĩa với tôi, đó là tôi về với đất nước một cách an bình và được sự thương mến của quý khán thính giả. Là do chính sự soi sáng của vua Hùng, tôi đã làm một việc đúng đắn nên mới có sự an bình như ngày hôm nay. Thưa quý khán thính giả, đó là tâm tình của tôi mở đầu cho ngày giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 âm lịch năm nay, tức là ngày 29 tháng 4. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.